năng lượng tích cực hút tung thách thức, cùng Red Bull chinh phục đấu trường đường phố. Để tôi có thể hút tung mọi trở ngại và thay đổi đam mê boxing này mãi về sau. Năng lượng tích cực hút tung thách thức, cùng Red Bull chinh phục đấu trường đường phố. Đây là một trận đấu rất là hay. Cả hai bên là hai cái màu khác nhau hoàn toàn luôn. Một bạn thì rất là mạnh về những cái kỹ thuật về sóng, animation. Còn một bạn thì rất là funky, đi chân và rất là nhiều skill mạnh. Cảm nhận âm nhạc cả hai đều cảm nhận tốt. Nhưng mà cá nhân mình thì thấy bên BMB cảm nhận âm nhạc nhiều chiều và đa dạng hơn. Thật ra thì bên BMB làm rất là tốt về cái phần nhạc cũng như là các cái concept. Còn về phần của bên Gang Bop thì các bạn làm rất là tốt về cái phần năng lượng từ bên trong nó toát ra bên ngoài, nó cảm nhận được, nó đẩy lên tới đây luôn, giống như là mình cảm giác mình nổi da gà luôn, cái kiểu vậy á. Là mình rất là thích cái phần solo của bên Gang Bop. Quỳnh ơi, hai phần thi đấu vừa rồi là toát lên một cái năng lượng thực sự khủng khiếp luôn á. Em thấy ấn tượng với anh nào nè? Anh Tân hay anh Nam? Dạ anh nào em cũng ấn tượng hết. Mà gu em hình như gu thịt thịt vậy nè, phải không? Anh này biết nói nhỏ thôi. Tí hồi nữa xem em quăng nón là biết liền. Ok rồi, cảm ơn bà giám khảo. 3, 2, 1, xin mời. Khi mà trải qua các vòng thử thách round 1 chọi 1, tôi nhìn thấy đội hình bên bạn là tại sao không có anh Khánh tham gia. Thì một câu hỏi rất lớn trong đầu, chắc là nghĩ là một chiến thuật mới của đội bạn. Chào đón quý vị đang quay trở lại với đấu trường đường phố. Và chúng tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng rất là tích cực và cực kỳ dồi dào đến từ các bạn trẻ. Giao lưu nhẹn cái đi hả? Xin mời hội chị em mình bên Gang Bop BMB. Mình ra đây mình giao lưu nhẹn cái nè. Chị em má ơi, kỳ ghê á. Rồi em giao lưu nhảy với mọi người xong rồi từ nay mấy chương trình nhảy không có chương trình nào dám mời em nữa luôn. Thì giờ bên đây mình học hỏi thôi mà. Ok, DJ, DJ, T-Rex. Rất đẹp. Cảm ơn em, cảm ơn em. Yeah. Right. Ồ, dẻo quá em ơi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Sĩ Khổng Tú Quyền. Chào mọi người. Và xin được chào đón tất cả quý vị đang đến với chương trình Đấu Trường Đường Phố. Chương trình Đấu Trường Đường Phố được thực hiện và phát sóng vào lúc 22:45 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 với sự đồng hành của nhãn hàng nước tăng lực Red Bull, tiếp năng lượng tích cực, hút tung thách thức. Và bây giờ, ngoài sự xuất hiện của Khổng Tú Quỳnh ra, chúng ta sẽ cảm nhận một độ nóng chứ không còn lạnh nữa nha, bởi sự xuất hiện của rất nhiều nhân tài với bộ môn Street Dance. Đầu tiên, chúng ta hãy chào đón sự xuất hiện của nhóm thi đấu được mang tên Gang Bop. Wow, rất phong cách, rất phong cách. Không biết là giữa bạn nam và bạn nữ, giới tính nào có nhiều lợi thế, có được những động tác popping nó thuận lợi hơn à? Bất kỳ giới tính nào thì cũng có thể làm tốt được popping. Miễn là nội tâm bên trong của mình và cái sức mạnh từ bên trong. Đối với tôi, Gang Bop đã cho tôi được sống với chính bản thân mình. Và hip hop đã giúp cho tôi vượt qua được sự nhút nhát và hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày. Ngày xưa, tôi từng là một cậu bé cực kỳ nhút nhát. Đối với tôi, những cuốn sách và chiếc máy tính là người bạn thân nhất. Năm 13 tuổi, tôi quyết định
tìm cho mình một đam mê để có thể thay đổi chính mình. Tôi bắt đầu theo đuổi hip hop vào năm nhất đại học. Thời ấy, điều kiện không cho phép khiến cho tôi chỉ có thể tìm hiểu hip hop qua những phương tiện truyền thông như là TV và trên Internet. Thời sinh viên có rất nhiều khó khăn từ việc đi lại để tập luyện. Tôi phải bắt rất nhiều chuyến xe buýt và thậm chí di chuyển một quãng đường rất là xa. Đôi khi có những lần xe hư, tôi phải dắt bộ tới phòng tập. Nhưng tôi vẫn kiên trì theo đuổi đam mê. Tôi có một xuất phát điểm khá hơn những bạn khác là gia đình cũng có điều kiện, nhưng gia đình chỉ chu cấp cho tôi việc học, còn lại mọi thứ tôi phải tự trang trải để có thể theo đuổi đam mê. Tôi đã từng là một nhân viên công nghệ thông tin và tôi đã quyết định gác lại công việc để theo đuổi đam mê của mình. Ở nhà, bố mẹ và gia đình luôn rất ủng hộ tôi để theo đuổi đam mê vì họ biết đến với hip hop tôi có thể là chính bản thân mình. Sau tất cả, tôi đã trở thành một con người mạnh mẽ hơn vì đã quyết tâm theo đuổi đam mê. Tôi đã thoát khỏi sự tự ti và nhút nhát của bản thân mình. Từ những con người rất là xa lạ, nhưng vì hip hop và popping đã gắn kết chúng tôi lại thành một tập thể. Dù là một tập thể mới chỉ được thành lập 4 tháng, nhưng chúng tôi đã coi nhau như những người anh em. Và ở đó tôi đã tìm thấy người yêu của mình, tìm thấy những điều hạnh phúc nhất. Và nhóm của chúng tôi là gồm 50% thành viên là kỳ cục, 50% là các bạn sinh viên và các bạn mới cũng có những hoàn cảnh giống như tôi hồi xưa. Và nếu như ở ngoài kia có rất nhiều các bạn cũng tự ti, cũng mặc cảm về bản thân mình, thì Gang Bop rất sẵn lòng chào đón các bạn. Vì khi tới với hip hop, các bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng tôi là Gang Bop Rider và chúng tôi là một gia đình. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện đối thủ của Gang Bop ngày hôm nay, đó chính là nhóm BMB. Không biết là nhóm mình hoạt động với nhau được bao lâu rồi ạ? Bắt đầu từ 2008, nhưng mà ở đây có rất nhiều thành viên mới, cũng có, cũ cũng có. Cho nên là mọi người tập luyện chung với nhau, còn thời gian thì nó không có giống nhau. Chúng ta chào đón những nhân vật đặc biệt tiếp theo, bởi vì chúng ta đang thiếu thành phần rất quan trọng, đó chính là ban giám khảo cũng như trọng tài. Hãy chào đón chuyên gia thứ nhất, Popping Bang. Popping là một thể loại nhảy đường phố được bắt nguồn từ bờ Tây California, vùng Fresno ở Mỹ. Popping được nhảy trên nền nhạc phân. Popping được định hình bằng những kỹ thuật như là pop là giật cơ và waving là sự chuyển động của các khớp để tạo nên những con sóng. Ngoài ra, popping cũng có những cái style nhảy khác như là robot, bootbeat, scaro, workout, boogaloo, animation. Popping đã du nhập vào Việt Nam vào những năm 2000. Sau đây sẽ là sự xuất hiện của vị giám khảo rất là quen thuộc của chúng ta, Dancer Phước Ly. Phước Ly quay trở lại với đấu trường đường phố ngày hôm nay, cảm nhận của bạn ra sao? Thật sự hôm nay là các bạn năng lượng các bạn rất là tốt. Và hy vọng là hai đội chơi ngày hôm nay hãy cố gắng vượt qua từng vòng thử thách. Luật thi đấu có 3 vòng: thử thách cá nhân, thử thách chủ đề và thử thách đồng đội. Kết quả mỗi vòng sẽ được tính trên số nón mà ban giám khảo bình chọn. Tổng kết 3 vòng, đội nào giành được nhiều nón hơn sẽ giành chiến thắng. Tất cả đã sẵn sàng rồi và bây giờ xin mời quý vị đừng chuyển kênh mà hãy tiếp tục theo dõi chương trình cùng với chúng tôi. Bước vào vòng thi đấu đầu tiên được mang tên thách thức cá nhân. Vòng 1, thử thách cá nhân, có 3 lượt đấu theo thể loại animation, bottom, freestyle. Thi đấu theo cặp 1 chọi 1, lần lượt từng thành viên mỗi đội có 45 giây để thể hiện bài thi của mình. Với cái tiêu chí chấm điểm như thế nào để chúng ta có được một chọi một thật là căng thẳng, hấp dẫn và công bằng ạ? Đối với em thì em sẽ thiên về phần music. Còn với Khổng Tú Quỳnh chắc là nhan sắc, đúng không em? Đó là tiêu chí hàng đầu. Lầm rồi. Thì sao? Em rất là thích những cái bạn nào mà khi mà thi đấu họ toát ra cái năng lượng tích cực cũng như là cái phần cảm nhạc, thì em nghĩ là hai cái yếu tố này cũng là hai yếu tố mà làm cho em sẽ ấn tượng. Còn với anh, tiêu chí nào làm hàng đầu? Đầu tiên chắc chắn phải là âm nhạc, sau đó là xét đến các kỹ thuật cá nhân của hai đội, cảm nhận về sân khấu, sàn đấu và cách thức đấu với đối thủ. Thôi nghe hấp dẫn quá, em ngứa nghề quá quý vị ơi. Nào, chúng ta bước vào trận đấu thôi. Trận đấu chuẩn bị sẵn sàng, vào vị trí. Hãy nghe theo tiếng nhạc ngẫu nhiên đến từ DJ T-Rex. 3, 2, 1, bắt đầu. Mỗi người chỉ có 45 giây thôi. Yeah. Yeah.
45 giây của Tù đang bắt đầu được tính. Rất đẹp mắt. Chàng trai đến từ Nhật Bản chúng ta đây rồi. Yeah. Quá đẹp, quá đẹp. Kỹ thuật cá nhân của nàng khá là vững chắc. Rất đẹp mắt. Oh. Cơ thể hoạt động rất là nhuần nhuyễn. Yeah. Ok, Su. Và bây giờ sẽ là lượt của BMB. Nào Tân ơi, let's go, let's go. Yeah. Aha, dễ thương, dễ thương. Oh. Oh. What, what? Anh ấy đi trên mặt đất và tôi tưởng dường như đang lướt trên sóng như vậy. Oh. Hiệp một là kết thúc với phần đối kháng giữa Su đến từ Nhật Bản và Ngọc Tân đến từ Việt Nam. Kỹ thuật của bên gắn bóp rất là tốt, sóng animation kỹ thuật rất là tốt. Nhưng mà bị một cái là đôi khi bạn pop bị sớm tiếng beat một chút, cảm nhận âm nhạc cũng không có được tốt lắm trong cái round này. Còn bên BMB thì cảm nhận âm nhạc có nhỉnh hơn một chút, nhưng mà về kỹ thuật thì không bằng. Để tôi phiên dịch lại cho Su, tại Su đến từ Nhật Bản, Su sợ Su không hiểu. Ok Su, amazing, good job baby, ok, good good. Dạ thì em cũng đồng ý với Banh là gắn bóp thì kỹ thuật rất là tốt, nhưng mà cái phần flow về nhạc thì em nghĩ là BMB sẽ nhỉnh hơn. Xin mời ban giám khảo. 3, 2, 1, xin mời. Ngay sau đây sẽ là vòng thi đấu thứ hai, nhưng ở hiệp 2 này là sẽ có phần ghi nhận khó khăn hơn với những kỹ thuật của các bạn, với nửa phần dưới đúng không ạ? Tính từ hông trở xuống. BMB sẽ thi trước. Wow, rất mạnh mẽ, rất quyết đoán. Đôi chân đang nhảy múa liên hoàn trên sàn đấu. Ok, cảm ơn bạn đã 45 giây kết thúc. Và bây giờ sẽ là 45 giây dành cho Gang Bo. Nào nhiều ơi, chứng tỏ đi nào nhiều ơi. Rất đẹp, rất đẹp. Nhiều đã làm chủ được cơ thể của mình, đặc biệt là nửa phần cơ thể ở dưới. Đôi chân rất linh hoạt và phần hông cũng rất là uyển chuyển. Wow, không thể tin được, các khớp gối của anh ấy rất là linh hoạt, cực kỳ dẻo dai. Hay lắm nhiều ơi, hay lắm nhiều ơi. Ok, 45 giây của Gang Bob đã kết thúc. Trời ơi Quỳnh ơi, em thấy nửa thân dưới của mấy anh ấy sao nè? Tự nhiên em thấy mỏi quá. Mỏi quá. Mỏi hả? Tại uống éo quá mà. Thực ra thì thấy cái phần round của Duy làm rất là chắc về beat, về nhạc. Nó có từng cái level cao, giữa và thấp. Về phần của Nhiều thì Nhiều on beat nó rất là bình tĩnh, điều tiết được hết mọi thứ trong cái beat đó. Làm được từ kỹ thuật cho tới nhạc, cái điềm tĩnh nó làm cho mình cảm thấy rất là thu hút. Về round này thì mình có nghiêng về phía BMB nhiều hơn. Xét về âm nhạc thì hai bạn đều cảm nhận rất là tốt. Kỹ thuật của Duy sạch sẽ hơn. Và có một cái nữa là khi mà bạn ấy sử dụng phần chân thì bạn ấy vẫn giữ được những cái cú pop đúng chất bobbing rất là tốt. Còn khi mà Nhiều đi xuống dưới sàn này nọ thì
phần bóp phần nào nó bị mất đi, nó bị yếu đi nhiều. Cảm ơn ban giám khảo, và bây giờ sẽ là lượt bình chọn của họ bởi những lượt ném nón. 3, 2, 1 xin mời. Wow, trọn vẹn 3 chiếc nón tại hiệp 2 này đã dành cho BMB. Và tôi tin chắc chắn rằng đội Gang Bob sẽ không hề nhục chí một chút xíu nào cả. Tinh thần của họ vẫn luôn là kiên cường vững vàng với một năng lượng rất tích cực. Nào, hãy cố gắng ghi thật nhiều số điểm tại hiệp cuối này khi chúng ta phải tổng lực với thành viên cuối cùng. Chuẩn bị, DJ T-Rex, let's go! Rất đẹp mắt! Wow! Hãy cảm nhận được độ rung trên cơ thể của anh Minh Tâm. Yeah! Một bopper đích thực đây rồi. Quá đáng yêu và dễ thương. Những phần tương tác rất tốt, và đặc biệt là tinh thần của anh ấy. Thần thái rất chuẩn, rất chuẩn. Ok, và bây giờ sẽ là 45 giây dành cho BMP. Rất dẻo dài, rất uyển chuyển. Tôi vừa mới nhìn thấy cái gì kìa. Quá tuyệt vời. Một anh chàng không xương. Tuyệt vời. 45 giây dành cho BMP cũng đã kết thúc. Rất tốt, rất tốt. Căn bệnh thói vị để đệm, thoái hóa cuộc sống, tưởng chừng như dập tắt mọi thứ trong tôi. Năm nay tôi 23 tuổi, nhưng thành tích về bộ môn bobbing là 24 giải thưởng. Năm 14 tuổi, tôi chạm đến bộ môn bobbing. Năm 15 tuổi, chạm đến những bài học chính thống của bobbing. Năm 16 tuổi, chạm chân đến sàn tập chuyên nghiệp cùng nhóm BMB. Năm 18 tuổi, chạm đến giải thưởng đầu tiên và các giải thưởng cùng nhóm BMB. Đến năm 22 tuổi, khi tôi thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tai nạn đã xảy ra. Đó là tôi bị cụp xương sống khi đang khiêng gỗ, và kết quả là tôi bị thoái vị để đệm loại 3, loại 4. Nửa năm ngồi xe lăn, đôi chân mất cảm giác và bác sĩ bảo tôi không nhảy được nữa. Khi ấy, cả vũ trụ như sụp đổ trước mắt tôi. Cũng nhờ gia đình và anh em trong nhóm PMP đã động viên, và trong tôi dường như có một luồng sức mạnh bên trong khiến tâm trí tôi phải quyết tâm hành động và vượt qua đợt sóng to này. Chính sự nghị lực đó đã thôi thúc bản thân phải đi tập, mỗi ngày tập luyện và không ngừng điều trị mặc dù rất đau đớn. Thành quả là sau hơn nửa năm, tôi đã có thể đi được trở lại, và tuyệt vời hơn nữa là tôi được nhảy, được là chính mình, được đứng trên sàn đấu cháy hết mình với đam mê cùng với các anh em bopper nói riêng và dancer nói chung. Tôi cảm ơn bố mẹ và anh em trong nhóm PMP và những người bạn thân luôn động viên. Năng lượng tích cực hút tung thách thức cùng Red Bull chinh phục đấu trường đường phố. Để tôi có thể hút tung mọi trở ngại và thay đổi đam mê bopping này mãi về sau. Năng lượng tích cực hút tung thách thức cùng Red Bull chinh phục đấu trường đường phố. Đây là một trận đấu rất là hay. Cả hai bên là hai cái màu khác nhau hoàn toàn luôn. Một bạn thì rất là mạnh về những cái kỹ thuật về sóng, animation. Còn một bạn thì rất là funky, đi chân và rất là nhiều skill mạnh. Cảm nhận âm nhạc cả hai đều cảm nhận tốt. Nhưng mà cá nhân mình thì thấy bên BMB cảm nhận âm nhạc nhiều chiều và đa dạng hơn. Thật ra thì bên BMB làm rất là tốt về cái phần nhạc cũng như là các cái concept. Còn về phần của bên Gang Bob thì các bạn làm rất là tốt về cái phần năng lượng từ bên trong nó toát ra bên ngoài, nó cảm nhận được, nó đẩy lên tới đây luôn, giống như là mình cảm giác mình nổi da gà luôn, cái kiểu vậy á. Là mình rất là thích cái phần solo của bên Gang Bob. Quỳnh ơi, hai phần thi đấu vừa rồi là toát lên một cái năng lượng thực sự khủng khiếp luôn á. Em đúng, thấy ấn tượng với anh nào nè?
anh Tân hay anh Nam? Dạ anh nào em cũng ấn tượng hết. Mà gu em hình như gu thịt thịt vậy nè, phải không? Anh này biết nói nhỏ thôi. Tí hồi nữa xem em quăng nón là biết liền. Ok rồi, cảm ơn bà giám khảo. 3, 2, 1, xin mời. Khi mà trải qua các vòng thử thách round 1 chọi 1, tôi nhìn thấy đội hình bên bạn là tại sao không có anh Khánh tham gia. Thì một câu hỏi rất lớn trong đầu, chắc là nghĩ là một chiến thuật mới của đội bạn. Chào đón quý vị đang quay trở lại với Đấu Trường Đường Phố. Và chúng tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng rất là tích cực và cực kỳ dồi dào đến từ các bạn trẻ. Giao lưu nhãn cái đi hả? Xin mời hội chị em mình bên Gang Bóp BNB. Mình ra đây mình giao lưu nhãn cái nè. Chị em má ơi, kỳ ghê á. Rồi em giao lưu nhảy với mọi người xong rồi từ nay mấy chương trình nhảy không có chương trình nào dám mời em nữa luôn. Thì giờ bên đây mình học hỏi thôi mà. Ok, DJ, DJ, T-Rex. Rất đẹp. Cảm ơn em, cảm ơn em. Yeah. Right. Ồ, dẻo quá em ơi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Quỳnh nhảy đi em. Rất điềm tĩnh. Wow, tôi thích cái thần thái của bạn gái đây nè. Yeah, cảm ơn bạn rất nhiều. Sao bé không lắc à? Sao bé không lắc? Sao bé không lắc? Không tôi Quỳnh, lên em. Đưa hai tay lên trời, hai tay thật cao. Yeah, yeah, yeah. Rồi, một tràng hoa tay dành cho tất cả các thầy viên nữ ạ. Rất là đáng yêu. Nhưng mà với là thân phận là con gái á, thường mọi người nghĩ là các bạn sẽ rụt rè hay là thể lực không đủ để theo đuổi được cái đam mê này. Đặc biệt là gia đình sẽ lo lắng cho các bạn rất là nhiều. Thật sự thì ban đầu nhà em không có thích em đi nhảy, không thích một chút nào luôn. Lý do đơn giản là sợ ảnh hưởng tới việc học và sự nghiệp. Sau rất là nhiều năm thì cuối cùng em cũng đã thành công. Còn với cô gái xinh đẹp, dường như là một bóng hồng duy nhất trong nhóm luôn à. Rồi bên trong nhóm mình cũng rất là nhiều anh đẹp trai á. Có được sự ưu ái đặc biệt nào đến từ anh nào chưa? Các bạn thấy không, rất là dễ thương và đáng yêu mà. Chúc mừng đôi trẻ nha. Này không biết là cơ duyên nào mà tự nhiên cái mình đá lông nheo cái bác xi nhan được với nhau vậy? Dạ, mới đầu là em tập hip hop. Dạ, sau đó thì em chuyển qua popping. Thì em quen anh này. Chào Cường. Thì anh mới chỉ cho em, dạy cho em những cái basic cơ bản. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ những câu chuyện rất thú vị này, rất là đáng yêu ạ. Vòng 2, thử thách chủ đề. Thí sinh được nghe 3 đoạn nhạc và mỗi đội được chọn một đoạn nhạc bất kỳ để thi đấu. Có 2 lượt đấu. Lượt 1, 2 chọi 2 với đạo cụ là nón. Lượt 2, 3 chọi 3 với đạo cụ là khăn. Xin mời các bạn lựa chọn ra hai thành viên xuất sắc tiếp theo bước vào vòng 2 chọi 2. Và bây giờ sẽ là 3 đoạn nhạc khác nhau được cung cấp bởi DJ T-Rex. Đó là đoạn nhạc đầu tiên và bây giờ sẽ là đoạn nhạc thứ hai để các bạn tham khảo. Xin mời T-Rex. Đó là đoạn nhạc thứ hai và bây giờ sẽ là đoạn nhạc thứ ba để các bạn tham khảo. Xin mời T-Rex. Cảm ơn T-Rex. Như vậy chúng ta đã được lắng nghe và tham khảo 3 đoạn nhạc beat. Thì không biết là bên BMB các bạn lựa chọn beat số mấy? Tụi mình lựa chọn beat số 3. Còn với Gang Bóp thì các bạn lựa chọn beat số mấy? Chọn beat số 1. Và đúng với luật chơi thì đội nào đang tạm dẫn trước đội đó sẽ thi trước. Xin mời BMB và chiếc nón của mình. Rất dễ thương, rất đẹp mắt. Hey. Quá dẻo. Ha
Thằng rùa xuất hiện. Ok ok yeah. BNB. Và ngay sau đây sẽ là những chiếc nón đến từ Gang Pop. Một chú rắn nữa. Ok yeah. Cảm ơn Gang Pop. Như vậy là hiệp thi đấu đầu tiên tại vòng 2 này cũng đã khép lại phần 2 chọi 2. Hai team làm rất là tốt, nhưng mà mình hơi tiếc một chút cho phần nón của các bạn, nó chưa được tận dụng hết được cái góc cạnh của cái nón. Bên các bạn làm thì các bạn mang được cái nét văn hóa của Việt Nam mình lên nó rất là rõ, giống như là cả Việt Nam mình các bạn mang vô cái nón đó vậy. Phần trình diễn của Gang Pop thì hơi rời rạc. Khi mà các bạn thi triển những cái skill dành cho nón á, thì cũng có vài khúc đó bị gãy. Nhưng mà lúc mà bạn đầu tiên ra thì kỹ thuật của bạn đầu tiên rất là tốt. Còn bạn thứ hai thì có một cái điểm mình chưa ưng lắm là khi mà mấy bạn cầm cái nón trên tay thì lúc đó bạn diễn với nón. Nhưng mà nếu mà bạn kết hợp thêm những kỹ thuật của Bobbing cùng với nón thì đó sẽ đúng với cái chủ đề của ngày hôm nay hơn. Về BNB thì mình khá là ấn tượng với lại những cái ý tưởng của các bạn kết hợp được Bobbing cùng với lại cái điệu múa nón của Việt Nam và cũng có cái sự hài hước trong giọng nữa. Cái khúc cuối bạn này niệm chú cho bạn kia thành thần rùa. Đó, nói chung là cân bằng được mọi thứ từ giải trí cho đến chuyên môn, các bạn làm tốt. Bé Quỳnh thích phần trình diễn nào? Một góc nhìn là một người khán giả thì Quỳnh ấn tượng với lại BNB hơn. Cả hai bạn phối hợp với nhau nó cũng rất là đồng đều. Đặc biệt là cái sự sáng tạo, cái ý tưởng về chiếc nón lá thì Quỳnh nghĩ chắc chắn là sẽ làm cho mọi người cảm thấy ấn tượng nhiều hơn. Còn bên đây thì thật sự là Quỳnh cũng rất là nể hai bạn này, bởi vì hai bạn này Quỳnh thấy trong ánh mắt của hai bạn có một sự rất là quyết tâm, rất là tập trung. Như nãy mọi người thấy đó, em nhảy có được gì đâu mà mọi người ở đây vừa nhảy vừa phải phối hợp cùng với nhau, rồi vừa phải làm sao để mà hài hòa với những cái đạo cụ. Thật sự là Quỳnh cảm thấy ngồi đây Quỳnh cảm thấy rất là nể phục các bạn luôn á. Cảm ơn Hồng Tú Quỳnh. Và bây giờ sẽ là nhiệm vụ của đội trưởng đội cổ vũ nè. Bạn có một phút nè Winner để thuyết phục ban giám khảo làm sao để tặng nón bình chọn dành cho đội của bạn. Mặc dù bên kia phối hợp rất là tốt, nhưng mà bên phía đội bọn em thì mọi người có thể thấy là các anh cầm cái mũ và xoay cái đầu mà cái mũ nó vẫn ở yên. Mà nếu mọi người để ý thì nó sẽ rất là ấn tượng. Xin mời ban giám khảo. Và 3, 2, 1. Xin mời. Wow. Trọn vẹn 3 chiếc nón dành cho BNB với một thông điệp rất là xuất sắc trong bài nhảy vừa rồi cùng với chiếc nón. Nhưng vòng 2 vẫn chưa kết thúc. Đây sẽ là cơ hội tiếp theo dành cho Gang Bốt. Các bạn cố gắng lên. 3, chọi 3. Yeah. That's right. Wow. Đẹp ha. Trời ơi, cô hoa hậu Tiểu Vy nhảy kìa. Tuyệt vời, xin cảm ơn BNB. Say. Ồ, ê, ê. Woo. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Thần thái. Ê. Hey.
Wow, xoay khớp kìa. Tuyệt vời. Ok, cảm ơn Jacob. Khi mình vừa mới bắt đầu trận đấu thì nhìn bên team đối thủ thì là có hai bạn nam. Ban đầu bọn mình có một chút hơi lo sợ vì có thể là các bạn nam sẽ mạnh hơn tụi mình rất là nhiều. Nhưng mà tụi mình vẫn quyết tâm, vẫn dùng sức mạnh của phụ nữ để chiến thắng được cái nỗi sợ của bọn mình. Đầu tiên thì em thấy bên BNB thì ba bạn có một cái sự liên kết với nhau rất là chặt chẽ. Từng động tác mà các bạn không rời được nhau luôn á là một cái điều rất là hay. Nhưng mà bên đây thì thật sự là ba bạn nữ lại một lần nữa cũng làm cho em cảm thấy rất ấn tượng mạnh và em rất là thích động tác này. Đó là động tác. Anh ơi, để em dạy. À, coi chị nè. Dễ thương, cảm ơn cô Tú Minh. Còn với Phước Ly thì sao ạ? Cái khăn của các bạn bên BNB, các bạn sử dụng một cái hình ảnh của người nông dân Việt Nam rất là đẹp mắt. Nhưng mà mình hơi tiếc một chỗ, cái khi mà các bạn bắt đầu từ cái routine mà các bạn để ra thi đấu thì các bạn hơi mất tự tin. Phần gan bóp thì cái năng lượng của các bạn rất là chung, tức là bạn đi từng cái tiểu tiết, chi tiết nhỏ các bạn làm rất là tốt. Kể cả phần các bạn ra solo, các bạn cũng có một cái tinh thần rất là chiến. Đây cũng là một cái round đấu mà hai màu sắc khá là khác nhau. Ở bên BNB thì khá là cân bằng giữa nghệ thuật và bobbing. Còn bên gang bóp thì round này thật sự là các bạn làm rất là tốt phần bobbing. Còn bên các bạn này thì giống như là một những người nghệ sĩ đang trình diễn. Harper đang nghe và cảm nhận được rằng dường như là cái thiện cảm mọi người đang dành cho gang bóp rất nhiều. Hana, một phút dành cho em để thuyết phục và giám khảo. Vừa rồi mọi người cũng có thể thấy là đội BNB là vừa thể hiện bobbing và vừa thể hiện cái sự kết nối, connect giữa ba anh chị với nhau. Và em thấy là các anh chị rất là nổi bật ở cái phần tạo hình và những cái skill rất là ăn điểm. Nên là em nghĩ đó là cái lý do mà các anh chị rất là xứng đáng để giành được nó. Hãy bình chọn cho đội em đúng không nào? Dạ. Ra bây giờ sẽ là những lượt ném bình chọn. 3, 2, 1, xin mời. Wow, xin chúc mừng Gang Bob trọn vẹn 3 chiếc nón trong phần thi đấu 3 chọi 3. Và tỷ số hiện tại đang là 9 và 6. Lợi thế vẫn đang tạm nghiêng về cho BNB. Nhưng tất cả sẽ dễ dàng thay đổi nếu như đội nào đó chủ quan tại hiệp đấu cuối cùng. Đây sẽ là thách thức đồng đội. Kính thưa quý vị, xin chào đón tất cả mọi người đang quay trở lại với vòng thi đấu cuối cùng ngày hôm nay cùng với đấu trường đường phố. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu cuối cực kỳ hấp dẫn bởi vì hai đội sẽ cố gắng thi đấu làm sao hết sức mình với tổng lực 10 thành viên mỗi đội. Làm gì ạ? Em bắn tim cho anh Su. Em mê anh Su hả? Ủa sao anh mê anh Su vậy? Anh đẹp trai với lại nhảy đẹp. Hi Su, how long have you been in Vietnam? 1 năm 6 tháng. Oh, 1 năm 6 tháng. How do you feel about the partner? That's so strong and good skills. Thank you. How do you feel about me? Hay quá trời. Cái gì? Cái gì ạ? Cái gì? Anh nói gì? Anh nói gì? À, hay quá trời. Dạ, em nghe hài quá trời. Thank you. Nice to meet you. Yeah. Xin mời hai cô nương và bớt mê trai lại quay về nhà của mình. Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để bước vào trận thi đấu cuối này. Vòng 3, thử thách đồng đội. Hai đội sẽ biểu diễn tổ hợp freestyle với một đoạn nhạc bất kỳ do DJ chọn. Thời gian 1 phút 30 giây. Okay. Đẹp quá. Beat, beat. Pop, 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 popping. Pop. Lolly, 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 pop. Uh-huh. Quá, nhịp nhàng quá. À, rất tôn trọng đối thủ ha. Cảm ơn.
nhóm BNB. Và bây giờ sẽ là câu trả lời đến từ Gamebo. Cá nhân rất tốt đến từ thành viên của Gamebo. Yeah. Tuyệt vời, xin cảm ơn và chúc mừng Gamebo. Về BNB thì mang rất là nhiều style của Bobbing vào trong cái lượt đấu này. Robo, Shooting, Waving, Boogaloo. Về đội hình cũng sử dụng rất là nhiều đội hình vòng tròn có, chữ V có. Về màn trình diễn của các bạn rất là tốt. Nhưng mà mình cảm thấy là hơi thiếu một chút mặt cá nhân. Bên găng bóp thì lại cho quá nhân, cá nhân hơi nhiều. Đội hình của các bạn cũng cũng tốt, nhưng mà một số đoạn nó chưa được cân cho lắm và chưa được đều. Mà đối với Ly thì Ly nghĩ là solo thì mình sẽ có nhiều cái không gian để mình thể hiện hơn. Mình cũng tận dụng được những cái đoạn nhạc mà mình cho vào cùng với cái routine của đồng đội. Về phần BNB thì Ly thấy là tạo hình, lúc nào các bạn tạo hình cũng rất là đẹp hết. Nhưng mà cũng hơi tiếc là các bạn cái phần solo nó cũng không có nhiều, nên là mình chưa thấy được cái điểm mạnh nó bộc lộ được trong cái phần routine. Quỳnh ơi, Quỳnh ơi, em thấy phần đồng đội nào xuất sắc nào? Quỳnh chỉ mong là đội nào được nón nhiều hơn thì xin chúc mừng, còn nếu như mà đội nào mà được số nón ít hơn thì cũng đừng buồn, bởi vì là còn có rất là nhiều các cơ hội khác. Và các bạn là trong lòng của Quỳnh thì các bạn mãi mãi là những cái người mà Quỳnh cảm thấy rất là ngưỡng mộ, rất là yêu quý các bạn. Nhưng bây giờ sẽ là những lượt nón bình chọn đến từ ban giám khảo. 3, 2, 1. Wow, kết quả đã có rồi. Kính thưa quý vị, 2 trận đấu dành cho BNB và 1 trận đấu dành cho Gamebo. Và tổng tỷ số sau khi kết thúc 3 vòng thi đấu của chúng tôi 11-7. Chiến thắng thuộc về BNB. Và bây giờ xin mời ban giám khảo, đặc biệt đó chính là Khổng Tú Huỳnh, bạn hãy trao tặng một chiếc cúp lưu niệm, một kỷ niệm chương của chương trình Đấu Trường Đường Phố dành cho đội về nhì ngày hôm nay, đó chính là Gamebo. Cảm ơn Gamebo rất nhiều. Và bây giờ xin mời phần thưởng đến từ ban tổ chức, đó chính là 10 chiếc nón chiến thắng. Đây chính là những tấm vé để giúp cho đội PMP bước vào đêm gala cuối cùng xếp hạng của chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên khung giờ rất quen thuộc của chúng tôi, 22:45 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7, để chúng ta đến với Đấu Trường Đường Phố với sự đồng hành của nhà tài trợ nhãn hàng nước tăng lực Red Bull, tiếp thêm năng lượng tích cực, hút tùng thách thức. Và bây giờ trước khi tạm biệt quý vị khán giả, chúng ta đến với một phần nhảy giao lưu của ban giám khảo nha quý vị ơi. DJ T-Rex nhạc lên.